cải cách cụ tổng chống giặc nội xâm như thế nào. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, một bộ phận người dân đang băn khoăn lo lắng về sự chống phá của giặc nội xâm và những khó khăn của đời sống, tương lai của mình, có những kiến nghị với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, thậm chí có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Đây là một thực tế khách quan, thời nào cũng có, ở đất nước nước nào cũng xảy ra. Nó phản ánh tính phong phú của tồn tại xã hội và sự phức tạp của tâm lý ý thức xã hội. Ở nước ta, vin vào cái cớ này, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội, viết bài, tung tin xấu độc nhằm thổi phồng hạn chế, khuyết điểm, khoách đại thành nguy cơ mất nước để kích động những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị và những người dân thiếu hiểu biết có thái độ, hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, gây khó khăn cho chính quyền địa phương. Không ít người đã theo đuôi kẻ xấu, tin theo các trào lưu dân túy, chủ nghĩa bảo hộ ở phương Tây để chê bai, bài xích Tổ quốc nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Như đổ thêm dầu vào lửa, một số ít cán bộ, đảng viên do nhận thức chưa đầy đủ về tình hình, hiểu biết lệch lạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đã giải thích không đến nơi đến chốn nhiều vấn đề, làm người dân tin theo, hiểu sai làm sai. Thậm chí còn tỏ ra bức xúc, mâu thuẫn bất đồng với cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân, gia đình, dòng tộc, nhất là những vấn đề về đất đai, mưu sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội nên bức xúc, đã thiếu kiểm chế. Có những hành vi vượt quá giới hạn cho phép, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, thậm chí rơi vào vòng lao lý, làm xấu hình ảnh người cán bộ đảng viên. Người dân ứng xử sai trái, lệch lạc là điều đáng trách nhưng cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước là điều không thể chấp nhận. Việc làm sai trái của họ đã châm ngòi nổ, kích động một số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị kết bè, kéo cánh chống phá đảng nhà nước. Họ đã vô tình đứng về phía địch gây rối và làm mất ổn định chính trị ở địa phương, chống đối người thi hành công vụ trong giải quyết những vấn đề dân sinh, dân chủ, xây dựng nông thôn mới. Điều không thể chấp nhận, không được lùi bước trước thái độ, hành vi sai trái của một số cán bộ, đảng viên và người dân là đúng đối với lực lượng thi hành công vụ, cần phát huy nhưng cần nhận diện cho rõ hơn những biểu hiện sai trái, nhất là tính hai mặt, sự lập lờ nước đôi trong lối sống, sinh hoạt của nhóm đối tượng này để vạch trần sự giả dối, có biện pháp đấu tranh phòng chống hiệu quả hơn. Tính hai mặt của một vấn đề cần nhìn nhận, đánh giá khách quan. Những người này khéo che đậy khuyết điểm, thường công khai sự tin tưởng, lòng trung thành với Đảng, miệng thì nói làm theo nghị quyết của Đảng, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhưng trên thực tế việc làm thì hoàn toàn trái ngược, luôn ném đá giấu tay, che giấu hành vi chống phá Đảng. Biểu hiện của nó là trong hội nghị thì cái gì cũng đồng ý, nhất trí cao với nghị quyết, tán thành với kết luận của bí thư, cấp ủy nhưng ra khỏi hội nghị lại nói theo cách khác, phát ngôn thiếu chuẩn mực, thậm chí quá đà, phát tán, phao tin đồn nhảm sai tinh thần nghị quyết của Đảng. Những cán bộ, đảng viên thuộc diện này chỉ lấy nghị quyết, cấp ủy, chi bộ, đảng viên làm bình phong, ngụy trang, che đậy điều xấu bên trong bản thân. Bề ngoài thì tỏ vẻ trung thành, kiên định, làm gương tuân thủ hiến pháp, pháp luật, trước mặt thì nói tốt nhưng sau lưng thì làm ngược lại. Họ không thể hiện rõ chính kiến trước các vấn đề phức tạp nhưng sau đó lại chơi trò kích động, gây chia rẽ, tạo mâu thuẫn trong nội bộ theo hướng có lợi cho mình. Họ dùng nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng làm đồ trang sức, không muốn đấu tranh chống quan điểm sai trái, phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, rất ngại và sợ liên lụy đến bản thân, gia đình nên chỉ sống theo kiểu ngươi không đụng đến ta, ta không đụng đến ngươi. Sự nguy hiểm của loại giặc nội xâm này nằm ở chỗ không tin tưởng ai, sự chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ cũng nằm ở chỗ đó, chúng ta cần phải vạch mặt, chỉ tên các thời hư tật xấu này, kiên quyết không để những phần tử cơ hội chính trị tồn tại trong tổ chức đảng chính quyền nhà nước. Rõ ràng là hoạt động ngầm và sâu của đối tượng này rất khó phát hiện. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tại mắt nhân dân luôn nhìn xa trông rộng, rất tinh tường. Trí tuệ tập thể đảng minh triết và sáng suốt. Những biểu hiện sai trái dù có che đậy kỹ đến mức nào sớm hay muộn cũng phơi bày, lộ diện được đưa ra ánh sáng, không còn là hiện tượng cá biệt bí mật. Nhìn lại một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng thì thấy rất rõ cái đuôi của lũ sâu mọt. Đồng minh của giặc nội xâm đã bị phanh phui, loại bỏ nó khỏi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cùng với đó, cần nhận diện rõ hơn và quản lý chặt chẽ những đối tượng bất mãn, bất đồng chính kiến với chính quyền địa phương vì đối tượng này đang được các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm, lợi dụng mua chuộc, kết bè kéo cánh để chống phá đảng, nhà nước, phá vỡ môi trường hòa bình, an ninh chính trị ở địa phương.
Đây là thực tế sinh động đã và đang diễn ra ở các điểm nóng, làm cho cấp ủy, chính quyền địa phương rất khó tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh tập thể, nhân tố con người trong xây dựng thế trận lòng dân. Vì sao các tệ nạn xã hội ở nước ta vẫn còn nặng? Vì sao đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống giặc nội xâm diễn ra quyết liệt như vậy nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn? Một trong những lý do cơ bản là hiện nay ở nước ta, một số cán bộ có chức, có quyền vẫn còn tồn tại tư duy nhiệm kỳ, có biểu hiện sa vào chủ nghĩa cá nhân với nhiều hành vi thu vén lợi ích cho bản thân trước khi hạ cánh, nghỉ hưu nên sinh ra nhiều mưu kế lừa bịp, giấu kín khó phát hiện. Cùng với đó, tiến độ đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn chậm, vẫn còn hiện tượng trên nóng, dưới lạnh. Tham nhũng tiêu cực vẫn được xem là quốc nạn với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đang làm mặt trận nóng bỏng hiện nay được toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị quan tâm. Bản thân nó chứa đựng nhiều mối quan hệ nhì nhằng, có nhiều yếu tố phức tạp, được che chắn tinh vi. Việc phanh phui vạch trần bản chất của nó cần có thời gian để điều tra truy xét, làm rõ sự tình, đúng người đúng việc đúng tội. Chống tham nhũng, tiêu cực không thể nóng vội, giải quyết một lần là xong, cứ mong muốn là làm ngay được. Đây là cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng quyết liệt trong thời bình, trong chống giặc nội xâm, chúng ta phải đối mặt với những đối tượng đã từng là đồng chí đồng đội, hoạt động trong đội ngũ của mình. Vì vậy, cần kiên trì nhẫn nại, cần có thời gian với sự tiếp tục vào cuộc của toàn đảng, toàn dân toàn quân và cả hệ thống chính trị với tinh thần mới, sức mạnh mới, càng khó khăn thử thách càng trách nhiệm, kiên cường, càng bản lĩnh và nâng cao ý chí quyết tâm, không được ngưng nghỉ, không bỏ cuộc phải làm đến cùng, phải bảo vệ chân lý lẽ phải, niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ. Chủ trương 1, quyết tâm 10, biện pháp phải 101 con đường đi đúng định hướng để an dân, yên dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Việt Nam trong thời kỳ mới cần quyết liệt, phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân, quan tâm hơn nữa đến công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta để bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới đất nước. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực tiêu biểu về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, một lòng vì nước vì dân. Thực hiện nghiêm quy định số 37 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ mới, vừa hồng vừa chuyên. Phát huy tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, kính trọng dân và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, thực hiện tốt phản biện xã hội, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh gắn với giải quyết công bằng xã hội, thực hiện tốt việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giải quyết tốt các mâu thuẫn, bất đồng, bức xúc trong xã hội, các vụ tranh chấp khiếu kiện kéo dài, không để lây lan ra diện rộng, trở thành điểm nóng. Kiên quyết chống mọi hành vi xâm phạm danh dự nhân phẩm, lợi ích và thân thể công dân, lợi ích của quốc gia dân tộc. Luôn đề cao cảnh giác, tiếp tục đấu tranh phòng chống âm mưu thủ đoạn, hoạt động diễn biến hòa bình, tự diễn biến tự chuyển hóa, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, chủ trương 1 quyết tâm phải 10, biện pháp phải 100. Đây là nhiệm vụ mang tính sống còn, rất cấp bách trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia dân tộc. Đảng rất cần sự tiếp tục đồng hành, cùng vào cuộc của toàn dân và toàn quân, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nhất định chúng ta sẽ quét sạch chủ nghĩa cá nhân, chiến thắng giặc nội xâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.